Xin chào bạn, ngay bây giờ thì Hùng sẽ giới thiệu với các bạn một mẫu xe có thiết kế ngay bên này ạ. Có thiết kế như xe thể thao mà các bạn vừa thấy. Rồi, mẫu Honda Ra. Mẫu Honda Ra thì cũng là một mẫu sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao về cái thiết kế. Và Hùng cũng vậy, Hùng rất thích cái thiết kế của mẫu xe này. Nhưng mà các bạn nếu như quan sát thì các bạn sẽ thấy cái da này nó sẽ khác cái phiên bản da mà hôm trước Hùng có vừa chia sẻ. Honda Ra RS Mugen với thiết kế lưới tản nhiệt rất đẹp. Ngoài tính thẩm mỹ, cản dưới còn có chức năng khí động học, giảm cản gió, giúp xe ổn định khi di chuyển với tốc độ cao. Đây là đặc điểm quan trọng của xe nhỏ. Về phía đuôi xe, thiết kế đèn LED khá đẹp, có camera lùi. Cánh gió bao gồm đèn phanh trên cao, dưới gầm trang bị tấm khuếch tán không khí có tác dụng hướng luồng không khí, giảm nhiễu để xe chạy ổn định hơn ở tốc độ cao cùng cản dưới và cản sau. Nhờ thân xe bầu bĩnh, do nóc xe được đẩy cao, Honda Ra có diện tích khá rộng rãi, thiết kế hai hàng ghế thông minh, tận dụng được không gian. Hai hàng ghế được thiết kế khéo léo để dễ dàng sắp xếp lại, tạo diện tích cho người ngồi sau duỗi chân thoải mái, thậm chí có thể ngả lưng và nằm. Khi cần chở đồ thì chiếc xe này có thể làm hài lòng tất cả các quý cô ưa thích mua sắm. Không gian chở hành lý 354 lít và có thể tăng lên 1.314 lít khi gặp hàng ghế sau. Honda Ra 2018 được trang bị động cơ xăng, dung tích 1.5 lít 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van cam đơn SOHC, công suất cực đại 117 mã lực tại 6.600 vòng trên phút, mô xoắn cực đại 145 Nm tại 4.600 vòng trên phút. Hộp số đi kèm đều là hộp số CVT, 7 cấp ảo. Honda Ra RS có 3 chế độ lái Eco, D và S phục vụ cho nhu cầu đi trong phố với sức mạnh và sự nhanh nhẹn khi đi trên cao tốc. Vâng, đây chính là Ra RS Mugen. Và sự khác biệt giữa bản Mugen và bản thường đấy chính là bộ body kit. Các bạn có thể nhận ra ngay khi mà bắt gặp mẫu xe này hay nhìn bất cứ ở đâu, bởi vì cái cản trước nó rất là đặc biệt. Đó, từ cái phần lưới tản nhiệt đã thay đổi này, phần lưới bên dưới cũng vậy này. Sờ vào, mặc dù chỉ là nhựa thôi nhưng mà cũng trông khá là chắc chắn. Cản này thì rất thể thao, ngay cả đèn gầm rồi các cái đèn trang trí bên dưới cũng như cản dưới. Và thay đổi lớn nhất theo Hùng nghĩ đấy chính là về giá. Giá của sản phẩm này chính là 684 triệu nha các bạn. Vâng, để đánh đổi vẻ đẹp thì đương nhiên rồi, phần ốp bên hông xe đây chính là body kit này, nó giảm bớt cái khoảng sáng gầm xe đi, nhưng rõ ràng là trông đẹp hẳn. Cản dưới nha các bạn, cản dưới được thiết kế đậm chất thể thao của Honda. Và nếu như các bạn đến triển lãm năm nay tại gian hàng Honda thì có một cái sản phẩm cũng phải gọi là rất tuyệt vời luôn, đấy chính là Civic Type R. Thì những cái bộ phận thể thao, thiết kế thể thao như vậy nó cũng đã được trang bị lên da. Và đây chính là bộ phận đó, cái cản dưới. Dù tất cả những cái thay đổi này nó tương đối là vừa phải, rất nhỏ thôi, nhưng đã mang lại cho một cái nhìn mới, những cái góc nhìn mới, cái vẻ đẹp mới cho Honda Ra. Nếu như các bạn muốn ngắm, muốn sờ, muốn chạm thì hãy đến triển lãm ô tô Việt Nam đang diễn ra tại Trung tâm Hội trợ Triển lãm quận 7.